Xuân, và ngày hôm nay là ngày thi của một bạn học viên khoa công nghệ ô tô. Thì bây giờ chúng ta sẽ giao lưu và trò chuyện cùng bạn là sau 6 tháng theo học tại trường thì bạn đã gặt hái được những gì nhé. Xin chào bạn có thể giới thiệu đôi nét về bản thân mình. Dạ, em tên Lên, quê ở trên Lạng Sơn ạ. Năm nay em bao nhiêu tuổi nhỉ? Vâng, em năm nay 25 tuổi chị ạ. Vậy thì em đã theo học khoa công nghệ ô tô tại trường Dạy Nghề Thanh Xuân từ tháng mấy? Dạ, em từ năm 2021. Từ năm 2021 và năm nay 2022 em mới ra trường đúng không? Vâng. Thế tại sao cái thời gian nó kéo dài như thế mà bây giờ em với thi tốt nghiệp? Dạ, do quá trình thì 2021 thì nghỉ dịch, thế là thời gian thì nó mới kéo dài chị ạ. Thế thì trong cái quá trình theo học ở đây thì đến ngày hôm nay em đã tự tin được về cái tay nghề của mình chưa? Dạ, em có tự tin chị ạ. Trong quá trình học thì là được các thầy cầm tay chỉ việc nên là cũng dễ hiểu, dễ tiếp thu. Vậy thì sau khi mà học xong này thì em có cái dự định gì cho tương lai của mình? Dạ, em sẽ đi ra ngoài làm 1-2 năm. Vâng, sau này nếu mà có điều kiện thì sẽ tự mở xưởng. Vậy thì em cho chị hỏi là em có cái sau khi mà khi thi xong như này rồi thì em có cái lời gửi gắm nào tới thầy cô dạy em này và các cán bộ văn phòng của trường Dạy Nghề Thanh Xuân không? Em có lời cảm ơn gì không? Dạ vâng, em cũng có lời cảm ơn đến ban giám hiệu văn phòng, đó là các thầy giáo đã dạy dỗ em trong suốt quá trình học tập. Vâng, lời khuyên cho các bạn, nếu mà các bạn có đam mê thì là đăng ký vào trường học. Chị cảm ơn em rất là nhiều và chúc cho em thật nhiều sức khỏe và thành công trên con đường mà em đã lựa chọn nhé. Cảm ơn em và hãy cố gắng duy trì cái nghề của mình, và trong cái quá trình mà làm việc nếu như mà có gặp vấn đề gì về trục trặc về kỹ thuật ấy thì em có thể liên hệ với lại giáo viên của trường sẽ hỗ trợ cho em. Và nếu mà em đã đủ lốc đủ cánh rồi mà muốn mở được gara cho riêng mình thì em cũng cứ liên hệ với lại bên nhà trường sẽ hỗ trợ cho em, cũng như là sẽ chỉ cho em cách để quản lý cửa hàng như thế nào và duy trì cửa hàng như thế nào nhé. Cảm ơn em rất là nhiều. Cảm ơn em. Ok.